Hôm nay thầy sẽ giảng cái đề tài về niệm pháp. Trong niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp á, thì thường là niệm niệm thân hay là niệm thọ, niệm tâm á, thì ít nhiều là Phật tử hiểu được. Cũng có nhiều người nhầm lẫn với nhau, nhầm lẫn ở giữa niềm niềm tâm với là niềm thọ. Vì trong cái thọ nó có hai loại, một cái loại là thọ phát xuất từ thân và một cái thọ đó là phát xuất từ tâm. Thì cái thọ mà phát xuất từ thân á thì gọi là cảm thọ hay là cảm giác. Còn cái thọ mà phát xuất từ tâm á thì mình gọi là cảm xúc. Thì cái cảm xúc á, nó cái cảm xúc á là nó chưa phải là tâm, mà nó chỉ là cảm thọ của tâm thôi. Tức là khi mình gặp một cái đối tượng gì đó mà mình cảm thấy là vui hay là cảm thấy khó chịu, tức là cái tâm của mình gọi là ưu. Hỷ và ưu, đó là hai cái yếu tố cảm thọ về tâm. Thì cái đó nó chưa phải là sân, vì nó trong đó nó có chữ ưu nhưng mà chưa phải là sân. Mà hỷ nó cũng chưa phải là tham. Mà cái đó là mới cái cảm xúc hay là cái cảm thọ về tâm thôi. Cho nên cái đó cũng có một nhiều Phật tử là nhầm lẫn cái chỗ đó. Với lại là có một cái là niềm tâm với niệm pháp á, thì có nhiều cái chỗ nó trùng lập với nhau mà mình không biết phân biệt được là cái nào là niệm tâm mà cái nào là niệm pháp. Cho nên á, là cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm thì đa phần là chúng ta có thể hiểu được, bởi vì nó có những cái trường phái niệm thân riêng, cái trường phái niệm thọ riêng, trường phái niệm tâm riêng. Cho nên hôm nay thầy sẽ nói về niệm pháp. Hình như là thầy cũng có giảng cái về cái niệm pháp này một lần rồi ở đâu á. Tức là trong các cái khóa thiền là thầy đã nói về niệm pháp rồi. Thì niệm pháp á là nó gồm có những cái đối tượng như thế này. Đầu tiên á là năm triền cái. Năm triền cái. Tức là thường thường thì người ta nói năm triền cái đó là ngăn trở mình, không cho mình tâm mình ổn định được. Tức là tâm không định được là bởi vì do năm triền cái. Cho nên khi một cái người mà hành thiền định á thì họ vượt qua năm triền cái thì tâm mới ổn định. Năm triền cái đó thì vượt qua năm triền cái thì với là năm thiền chi. Cho nên nó thường thường người ta nghĩ rằng là năm triền cái đó là chỉ nói vào trong thiền định thôi, tức là những cái trở ngại, những cái che lấp của cái tâm thiền định. Nhưng mà thực ra thì cái trong đời sống hàng ngày của mình á, mình vẫn có thể thấy năm triền cái. Thí dụ như khi mình làm một việc gì đó, hay là bình thường là mình nhìn hay nghe hay là xúc chạm hay là gì đó, nhưng mà tâm mình nó không có định tịnh sáng suốt, nó không đủ cái định tịnh sáng suốt. Mà vì sao mà không đủ cái định tịnh sáng suốt là bởi vì á nó có năm cái yếu tố mà làm cho trở ngại cái sáng suốt định tịnh đó. Đó là thứ nhất á là sân. Thí dụ như bây giờ mình nhìn cái hoa mà tâm khởi lên sân, mình thấy cái hoa này không đẹp, mình không thích, đó là tâm khởi lên sân. Như vậy á là mình không nhìn cái hoa đúng như nó là bởi vì lúc đó tâm mình sân, cho nên gọi là triền cái. Triền cái có nghĩa là nó che lấp lại, che lấp cái sự thật á. Lẽ ra mình thấy sự thật đúng như nó là thì là mình lại nổi sân lên, cho nên cái sân đó là một triền cái. Hoặc là mình thấy cái hoa mình thích, cái mình tham, thì tham á là cũng là một triền cái.
là bởi vì á mình cũng không thấy được cái hoa này một cách đúng mức, mà mình lúc đó là bị tham che lấp. Cái thứ ba đó là trào cử. Trào cử tức là thế này, trào cử hoặc là trào hối. Cái chữ trào đó là cái tâm mình nghĩ lung tung, tức là mình thấy cái hoa, ví dụ như giờ mình thấy cái hoa, rồi cái tự nhiên mình lại, thay vì mình nhìn cái hoa, mình thấy cái hoa như thật, thì tâm mình lại nghĩ về một quá khứ, nghĩ về một quá khứ, thí dụ như là một cái kỷ niệm nào đó mà mình là có một cái người bạn ấy là gì đó tặng mình cái hoa, cho nên bây giờ là nhìn cái hoa mà lại không thấy cái hoa, mà là nhớ người bạn của, thí dụ như vậy, thì lúc đó là gọi là trào cử, trào cử và hối quá, nó có hai cái, trào cử và hối quá. Trào cử thì mình cứ nghĩ lung tung, còn hối quá đó tức là giả sử như mình nhớ lại một cái điều gì đó mà mình hối tiếc, ví dụ như mình nhìn cái hoa, rồi trong cái hoa đó đó, trong cái hoa đó đó là mình lại nhớ lại một cái chuyện gì đó trong quá khứ mà mình hối tiếc, cho nên cái đó là trào hối. Và có một cái tâm nữa là hôn trầm thủy miên. Hôn trầm thủy miên á tức là thay vì mình nhìn cái gì đó thì cho nó rõ ràng minh bạch á, thì cái tâm mình nó lại co rút lại, cái tâm mình nó lại co rút lại giống như là lười chán á. Mà cái này đó là thường thường là ở trong thiền định á, là thay vì là mình khởi cái tâm lên để mà nắm bắt cái đối tượng, tức là tâm tứ trên đối tượng, thì là lúc đó lại không, mình không nắm bắt đối tượng mà lại là nó rớt ra khỏi đối tượng, tức là mình không tròn vẹn để mà nhìn vào cái hoa này, để mà thấy được cái hoa này như thật, mà nó bị trượt ra ngoài, nó trượt ra ngoài, nhất là cái đối tượng thiền định đó. Tại cho nên thường thường người ta nói thiền định là vậy, trong đối tượng thiền định đó là thường thường mình không nắm bắt được cái đối tượng thiền định. Giả sử như giờ mình niệm Phật hay là mình quan sát hơi thở chẳng hạn, quan sát cái sự thở hay quan sát hơi thở, thì lúc đó mình thấy là mình không thể nào mà nắm bắt được cái hơi thở, hay là mình không thể nào nắm bắt được cái sự thở nó đang diễn ra như thế nào, thì cái tâm lúc đó là nó bị trượt ra khỏi cái đối tượng. Mà cái trượt ra khỏi đó là do cái tâm nó bị lười biếng, tâm lúc đó nó không có hăng hái, không có nhiệt tình, cho nên là nó bị thu lại, thì cái đó gọi là hôn trầm thủy miên. Sở dĩ mà người ta nói hôn trầm thủy miên là người ta tưởng đó là ngủ, nhưng mà thực ra là không phải là ngủ. Thí dụ như ngủ là khác, mà ở đây đó là chân chán giống như buồn ngủ vậy đó, tức là cái trạng thái mà giống như lúc mà mình ngái ngủ đó. Ví dụ như một em học sinh mà học bài, mà trong khi học bài đó thì hệ mà cứ nhìn vô cái bài cái là nó buồn ngủ nhìn vô cái bài nó buồn ngủ. Thực ra là nó không phải buồn ngủ, bởi vì cho nó đi ngủ thì chưa chắc nó đã ngủ được, nhưng mà nó nhìn vô cái bài là nó lười chán chán sau đó, cho nên nó là nó không có tập trung được vào cái bài đó. Thì mình á, trong đời sống của mình á, trong những sinh hoạt hàng ngày của mình nó cũng như vậy, có nhiều khi cái tâm mình nó lại bị lơ là, nó không có tích cực, thì đó là cái hôn trầm thủy miên. Và một yếu tố nữa đó là yếu tố nghi. Cái chữ nghi ở đây đó, nghi hay là đôi lúc gọi là nghi hoặc, thì cái chữ nghi ở đây đó nó không phải là nghi ngờ. Nghi ngờ là khác, ví dụ như mình chưa biết cho nên mình nghi ngờ, mình chưa biết rõ mình nghi ngờ, thì cái đó là nghi ngờ, đó là khác. Còn cái nghi này đó tức là nó là phân vân do dự, không có quyết đoán,
phân vân, do dự, lượng lự, không quyết đoán được, thì cái đó gọi là nghi hoặc. Thì cái phân vân do dự này đó, ví dụ như bây giờ mình đang nhìn cái hoa, mà cái tâm mình đó nó tròn vẹn với cái hoa đó, thì nó không có phân vân do dự. Nhưng mà cái tâm mình đó, nó cái phân vân do dự này đó, là không phải là phân vân là cái, không phải đây cái hoa hay là không phải cái hoa, đây là màu gì, không phải nghi ngờ theo kiểu đó, mà nghi ngờ theo cái kiểu là cái tâm của mình đó, là nó không có quyết đoán để mà ổn định cái tâm trên cái đối tượng này, thì cái đó là phân vân do dự, lượng lự. Đó là những cái yếu tố mà gọi là nghi hoặc. Thì cái điều này á, ở trong thiền định á, thì nó thấy rõ, nhưng mà mình á, phải thấy ra trong mọi hoạt động, chứ không phải là chỉ thấy ra trong thiền định. Vì trong mọi hoạt động hàng ngày của mình á, mình vẫn thấy ra được năm triền cái. Thì khi mà trong hoạt động hàng ngày của mình mà mình thấy ra được năm triền cái đó, thì đó là gọi là niệm pháp đối với năm triền cái. Đó. Tất nhiên á, là mình không phải là mình tìm năm triền cái, không phải là ngồi mà tìm năm triền cái, nhưng mà khi cái tâm mình á, đang làm cái gì đó, thì lúc đó đó nó bị cái gì che lấp, bị sân che lấp, hay là bị tham che lấp, hay là bị trào hối che lấp, hay là bị hôn trầm che lấp, hay là bị phân vân nghi hoặc che lấp, thì cái đó gọi là niệm năm triền cái. Niệm tức là phát hiện ra năm triền cái, chứ không phải niệm là mình ngồi mà cứ ngồi mà mình niệm sân mà tự nhiên đâu mà sân ở đâu mà lúc đó mà niệm. Nhưng mà khi nào có sân, trong khi mình đang sống trong đời sống hàng ngày của mình á, mà khi nào sân che lấp, khi nào tham che lấp thì mình thấy, còn nếu không có thôi chứ không có thôi chứ đâu mình đi tìm, cũng phải là niệm năm triền cái là mình phải đi tìm năm triền cái, tức là khi nào nó có mình thấy, mà không có thôi, thì tiếng Việt là gọi là niệm năm triền cái. Thì cái điều này á, trong thiền định á, thì nó rõ ràng, nhưng mà thực ra đó thì trong đời sống hàng ngày của mình á, cũng có cần tới cái một mức định nào đó. Ví dụ như thầy nói là thần trọng chú tâm quan sát, thì chú tâm là định rồi. Tất nhiên tất cả mọi hoạt động của mình đều có phải có giới định tuệ trong đó hết á. Vì vậy cho nên á, là năm cái yếu tố mà gọi là triền cái đó hay là cái yếu tố che lấp, thì năm cái yếu tố đó mình cần phải thấy ra. Trong đời sống hàng ngày của mình, trong tất cả mọi hoạt động của mình, dù là đồng hay tịnh, thì mình sẽ phải thấy ra cái gì là cái ảo, cái gì là ảo. Thí dụ như là năm triền cái là cũng ảo, tức là cái thấy của mình đó là thật, cái đối tượng mà mình thấy là thật, nhưng mà cái mà che lấp đó chính là ảo, thì mình phải thấy ra được cái ảo. Thấy ra được cái ảo thì mình không bị cái ảo đó che lấp nữa, thì lúc đó mình sẽ không cần phải tìm sự thật, mình chỉ nhìn bình thường thôi mà không có che lấp, thì tức là mình đã thấy được sự thật. Mình nó thường hay nhầm lẫn là tưởng đó là mình phải nhìn cái hoa này làm sao mà để coi thử nó thật như thế nào mới gọi là thấy sự thật. Không phải thấy sự thật á, tức là cái tâm mình trong sáng, phản ánh trung thực cái sự việc, cái đối tượng, mà không bị năm triền cái che lấp. Không bị năm triền cái che lấp á, thì phải phát hiện ra cái năm triền cái đó nó như thế nào, cho nên phải phát hiện ra cái thế giới ảo. Cái đối tượng thứ hai của niệm pháp á, là ngũ uẩn, tức là khi mà mình đã thấy được, ví dụ như mình nhìn cái hoa mà mình thấy được năm triền cái, thì lúc đó đó là mình đã thấy cái tiến trình mà của tâm mình trong cái nhận thức với hoa này như thế nào rồi.
Cho nên nó hệ khi mình ban đầu á là mình chỉ thấy năm trường cái thôi, vì như vậy nó dễ thấy hơn. Nhưng mà khi mình thấy được năm trường cái rồi đó, thì cái tâm mình nó sẽ vi tế hơn, mà vi tế hơn cho nên á lúc đó nó sẽ thấy được cái tiến trình ngũ uẩn khởi lên như thế nào. Thí dụ như á bây giờ mình nhìn thấy cái hoa thì mắt tiếp xúc với sắc, cái đó là sắc uẩn. Mình nhìn cái hoa mình cảm thấy dễ chịu hay là khó chịu hay là bình thường thì đó là thọ uẩn. Và mình nhận biết cái hoa, nhận biết cái hoa một cách là tự động, nhận biết một cách tự động. Thí dụ như bây giờ mình đã từng biết cái hoa này là hoa gì rồi, thì bây giờ nhìn cái là mình nói là đây là hoa gì, đây là hoa gì, là mình thì cái đó đó là tưởng, cái đó là tưởng uống. Tưởng uống xong rồi á, tức là cái nhận thức một cách tự động, xong rồi đến cái phản ứng chủ động. Phản ứng chủ động tức là lúc đó mình thích cái hoa hay là không thích cái hoa, mình muốn cắt cái hoa đem về cắm hay là mình muốn dẹp cái hoa đi, thì lúc đó là mình có một cái phản ứng, thì phản ứng đó là hành. Mà cái phản ứng đó đó, thí dụ như cái phản ứng đó đó, cái nội dung của phản ứng đó là sân, thì cái thức, cái chữ thức đó có nghĩa là tâm sân, cái chữ thức đó là tâm sân. Thành ra là khi mình nhìn một cái hoa mà mình thấy tâm sân, mình thấy tâm sân thôi á, thì lúc mà niệm tâm á thì mình chỉ thấy tâm sân thôi. Lúc niệm tâm á thì thấy tâm sân thôi. Nhưng mà sau đó đó thì niệm pháp á thì mình thấy là sân là một triền cái, tức là mình thấy cái sự sinh diệt của cái sân đó nó che lấp như thế nào, là cũng là sân. Nhưng mà bây giờ không phải là niệm tâm, niệm tâm thì mình chỉ thấy tâm sân là thấy sân thôi. Nhưng mà bây giờ là thấy cái sân đó là che lấp cái thực. Còn bên kia đó là mình chỉ để ý cái trạng thái sân nó như thế nào thôi. Còn bên này đó là mình thấy cái sân là che lấp cái sự thật trong nhận thức giữa mình với là cái đối tượng. Có hiểu thầy nói không? Có hiểu ý thầy nói không? Đó. Thì nó vẫn là có những cái từ vẫn là trùng nhau, thí dụ tham sân si rồi này kia đó thì vẫn trùng với là niệm pháp. Nhưng mà trong niệm pháp á thì bên kia đó thì mình chỉ thấy tâm sân là mình chỉ thấy tâm sân thôi, tức là mình chỉ để ý đến cái tâm sân nó khởi lên như thế nào thôi. Còn ở đây đó là cái sân này nó che lấp cái đối tượng như thế nào, đó là cái đó là niệm pháp, là hai bên nó khác nhau. Và bây giờ đó khi mà niệm sân đó rồi, nhưng mà bây giờ nó lại rõ hơn nữa, tức là khi niệm mà ngũ uẩn á thì nó lại rõ hơn nữa. Rõ hơn là giữa mắt mình thấy sắc mà nó khởi lên những cái thọ, cái tưởng, rồi cái phản ứng chủ động chủ quan. Ví dụ như phản ứng chủ quan đó là sân, thì lúc đó là cái tâm sân, mặc dù là lúc đó cũng là tâm sân, nhưng mà hồi trước là tâm sân thì mình chỉ thấy tâm sân thôi. Nhưng mà bây giờ tâm sân á thì mình biết cái quá trình phát sinh ra tâm sân đó qua ngũ uẩn như thế nào. Cho nên niệm pháp là nó cao hơn, tức là trình độ phải cao hơn mới thấy được. Tức là những người mà đã từng thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, tức là trong đời sống hàng ngày của mình, thân như thế nào mình thấy như vậy, thọ như thế nào mình thấy như vậy, tâm thế nào mình thấy như vậy, thì lúc đó mình mới bắt đầu thấy sân như là triền cái, và thấy tâm như một tiến trình ngũ uẩn, là nó sâu hơn một chút, phải không? Nó sâu hơn một chút. Thấy sân như là một tiến trình ngũ uẩn. Thì cái người mà niệm thân, niệm thọ, niệm tâm thì nó sẽ thấy ra cái ngũ uẩn. Thí dụ như bây giờ như thế này. Thầy đang nói, đang nói thì nó khát nước. Bây giờ cái thân nói cho nên bây giờ cái cổ nó khô,
thì cái đó là thân. Nhưng bây giờ khát nước, cảm thấy cái khô đó nó khó chịu, cho nên bây giờ mình khát nước thì á, cái đó là thọ. Thân thọ, thân là niềm thọ đó. Rồi bây giờ là khát nước thì mình thích uống nước, đó là tâm. Thì lúc đầu á, mình cứ thấy chừng đó thôi, mình cứ thấy đây, cứ trong cái mình chỉ ngang thấy được ngang đó thôi, nên mình làm cái gì mình cũng thấy được chỉ ngang đó thôi. Nhưng mà dần dần á, bắt đầu cao hơn một chút xíu nữa thì mình thấy liên hệ cái này lại thành một chương trình, tức là từ cái thân này, từ cái thân mà nói rồi khô cổ, đến cái khát nước, rồi đến muốn uống nước, là nó có một liên hệ tiến trình. Mà cái liên hệ này đó chính là ngũ uẩn. Cái liên hệ tiến trình này đó chính là tạo ra ngũ uẩn. Lúc đó là cũng là tham, cũng là sân, nhưng mà tham sân mà mình rõ, thấy rõ cái tiến trình ngũ uẩn. Hồi xưa thì mình chỉ thấy thân thôi, mình chỉ thấy thọ thôi, mình chỉ thấy tâm thôi, nhưng bây giờ mình lại thấy cái sự liên hệ của thân thọ tâm này qua một tiến trình. Thì như vậy tức là mình đã thấy ngũ uẩn. Khi thấy ngũ uẩn rồi đó thì bắt đầu mình mới thấy thế này, tức là qua một cái đối tượng khác nữa, đối tượng cao hơn một chút nữa, tức là trong cái sắp đặt của cái các cái niệm pháp á, nó đi cao dần lên. Cao dần lên là bây giờ niệm 12 xứ. Niệm 12 xứ tức là thế này, niệm 12 xứ là giống như cái bài kinh mà Đức Phật ngài nói với ông Bahiya đó, tức là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết á, là chính là đang nói cái 12 xứ đó. Tại vì 12 xứ là thế này, khi mắt thấy sắc, là khi mắt tiếp xúc với sắc là hai xứ rồi nè, phải không? Khi tai tiếp xúc với âm thanh, khi mũi tiếp xúc với mùi, khi lưỡi tiếp xúc với vị, khi thân tiếp xúc với vật thể đó. Rồi khi tâm tiếp xúc với pháp, thì lúc đó đó là gọi là 12 xứ. Nhưng bây giờ trong 12 xứ này đó, nó mới phân ra hai cái. Trong 12 xứ đó nó mới phân ra hai cái. Một á là mắt nhìn thấy sắc, như thử là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe. Thì khi mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thì mình biết rằng là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe. Nhưng mà nếu như lúc đó đó trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thì tốt quá rồi đó. Nhưng mà trong thấy đó nó không phải chỉ thấy, mà trong thấy đó nó có thể phát sinh ra 10 trói buộc. Trong nghe nó có thể phát sinh ra 10 trói buộc. Trong xúc có thể tiếp xúc, tức là trong xúc là mũi lưỡi thân á, tiếp xúc với đối tượng á, cũng có 10 trói buộc. Trong ý với pháp á, cũng có 10 trói buộc. Đại khái là vậy. Thì những cái trói buộc đó đó là đại khái là 10 cái kiết sử. Thầy nói bây giờ nó qua thành 10 kiết sử. Nếu mình nói một cách tóm tắt á, thì như thế này: khi mắt thấy sắc, khi tai nghe âm thanh thì có gì trói buộc hay không? Nếu không trói buộc tức là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe. Mà nếu có trói buộc thì mình sẽ thấy trói buộc gì đang trói buộc mình. Đó. Bây giờ trói buộc nào? Bây giờ nếu mà lúc đó, nếu trong mắt thấy sắc hay trong ý thấy pháp mà có thân kiến, có thân kiến, có thân kiến tức là thế này, tức là thay vì trong thấy chỉ thấy thì thấy là ta thấy, ta thấy tức là thân kiến. Thật ra đó nó chỉ là một cái tiến trình nhận thức, chứ không có cái ta thấy. Nhưng mà mình lại tưởng đâu là trong thấy, trong mà trong thấy đó đó là nó phát sinh ra ngũ uẩn, phải không? Hồi nãy là mắt mình thấy sắc, thì một á là trong thấy chỉ thấy, mà hai đó là phát sinh ra năm triền cái, hai là phát sinh ra cái tiến trình ngũ uẩn, tức là nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà nó thấy vi tế hơn. Ban đầu mình thấy năm triền cái thôi,
Nhưng mà sau đó mình thấy là năm cái tiến trình nhận thức đó nó có năm cái công đoạn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó có năm công đoạn. Bây giờ khi mình thấy được năm công đoạn đó rồi á, thì bây giờ khi mắt thấy sắc thì mình mới thấy rõ hơn á, thấy rõ hơn nữa là khi mắt thấy sắc mà mình cho rằng là ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc, ta chạm, ta biết, thì lúc đó đó là thân kiến, tức là bị thân kiến che lấp, tức là có cái ảo tượng cái ta vô trong đó. Nó chỉ là một cái tiến trình mà mình lại tưởng là ta trong đó. Thật ra đó chỉ có mắt thấy sắc thôi chứ đâu có ta thấy. Phải không? Nếu mà con mắt nó không chịu thấy, con mắt nó nhắm lại nó không chịu thấy thì ta không làm thấy, không thấy được. Ví dụ vậy. Hay là giờ mình muốn thấy nhưng mà cái bản ngã muốn thấy nhưng mà con mắt nó bị mờ đi thì cũng không thấy được. Hay là bạn ngạ muốn thấy nhưng mà trời tối om cũng không thấy được. Như vậy á thì là thật ra không có ta thấy mà chỉ có mắt thấy thôi, không có ta thấy. Nên khi mà mình là trong thấy mà mình lại lẽ ra trong thấy chỉ có thấy chứ không có ta thấy, thì lại là mình cho là ta thấy, tức là thân kiến. Và khi mà một cái người đó mà chưa có trông thấy, chỉ có thấy, trông nghe chỉ có nghe đó, thì luôn luôn là hoài nghi. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa thấy được cái, khi mà mình trông thấy chỉ thấy, trông nghe chỉ nghe đó, tức là mình đã thấy được thực tánh pháp. Còn á, mình trông thấy chưa thực sự thấy, mà trông thấy đó là mình chỉ mới thấy qua khái niệm thôi. Thay vì mình thấy cái hoa này như nó là, thì mình nói là đây là hoa cúc, đây là hoa hồng, thành nó chỉ thấy qua khái niệm cho mình chưa thực thấy nó. Như vậy mình chỉ thấy khái niệm thôi chứ không thấy được thực tánh pháp. Nhưng mà khi mà không còn cái ta thấy á, thì lúc đó thực tánh pháp mới hiện ra. Khi nào không có cái ta thấy đó thì lúc đó thực tánh pháp là tự nhiên, chứ không phải là mình đi tìm thực tánh pháp. Chỉ có là cái ta thấy khác với là cái thấy từ nó thấy. Cái ta thấy là nó khác, mà cái từ cái thấy nó thấy là nó khác. Hai cái nó khác nhau, một bên là ngã, một bên là vô ngã. Cho nên ấy, khi mà mình đã không còn thân kiến, tức là không còn thấy cái ta thấy, thì lúc đó thực tánh pháp xuất hiện. Mà thực tánh pháp xuất hiện thì lúc đó không còn hoài nghi. Không còn hoài nghi nữa, bởi vì nó là như vậy. Còn á, nó chỉ hoài nghi là khi nào mà lý trí đó, tức là không biết cái này có đúng hay không, cái này nó làm sao, cái này có phải thật cái giả, cái này là đẹp hay xấu, rồi cãi nhau lung tung, thì cái đó là lúc đó là mới hoài nghi. Còn bây giờ mình không có bạn ngạ nữa thì phát ấn pháp một cách trung thực, cho nên lúc đó là không còn hoài nghi. Và khi mà không còn hoài nghi đó thì lúc đó cái người đó không có bị trói buộc vào cái giới cấm thủ. Vì giới cấm thủ ở đây nói chung cho nó dễ hiểu là thế này: giới cấm thủ là chấp vào hình thức gì cũng là hình thức hết. Thì mình nó thường thường mình hay gán vô là chỉ có chấp hình thức nghi lễ, không phải bất kỳ hình thức gì, chẳng phải là chỉ có nghi lễ thôi, bất kỳ hình thức gì mà mình chấp vào hình thức tức là giới cấm thủ, trong đó kể cả chấp vào hình thức giới luật là cũng giới cấm thủ. Tức là cái giới luật của một cái vị mà đã thấy được thực tánh đó, thì đó là giới tự tánh, chẳng phải là cái giới hình thức giới nữa. Vì vậy cho nên cái vị đó đã vượt ra khỏi cái hình thức giới mà là đạt được cái giới từ trong
trong trong bản chất của cái tâm, à, chứ không phải là cái giới hình thức bên ngoài. Sở dĩ mà Đức Phật ngài đưa ra những cái giới bên ngoài, à, tức là giới chế định, là bởi vì khi để sử dụng cho những người mà khi họ chưa thấy ra được giới tự tánh, tức là họ chưa thấy được cái giới tự tánh thực sự như thế nào, thì lúc đó họ phải giữ giới này, giữ giới kia, giữ giới nào. Nhưng bây giờ cái người mà đã thấy được thực tánh pháp, thì lúc đó đã thấy cái giới tự tánh rồi, cái giới định tuệ tự tánh rồi, thì lúc đó không còn chấp vào hình thức giới, không còn chấp vào bất kỳ hình thức nào trên đời. Đó. Lúc đó nếu có làm đó thì tùy thuần chúng sanh mà làm thôi. Chứ cái vì đó đó không phải là không còn chấp trước những cái đó nữa, nhưng mà vì tùy thuần chúng sanh mà làm. Ví dụ như là cũng là tụng kinh, hay là cũng là ngồi thiền, hay là cũng làm cái gì đó, mà tất cả những cái đó thật ra đối với cái vị này là không còn có ý nghĩa gì cả. À. Tất nhiên không phải là, tất nhiên hoàn toàn không phải là không có ý nghĩa, nhưng mà cái vị này không phải là nhất định phải ngồi, mà lúc nào cần ngồi thì ngồi, mà lúc nào không cần ngồi thôi, đại khái là vậy. Chứ không có nghĩa là vị này hoàn toàn không ngồi, nhưng mà không chấp vào cái ngồi, không chấp vào cái phải tụng kinh, phải tụng chú, phải này kia. Vừa rồi có người hỏi thầy là con thường là thường thần trọng chú tâm quan sát, thì bây giờ con có cần phải tụng chú nữa không? Thầy nói tụng chú làm chi cho nó mất thì giờ, vì vì lúc đó mình thì giờ đâu mà thì giờ mình đang là thần trọng chú tâm quan sát thì giờ đâu mà bỏ ra mà để tụng chú. Cái thì giờ tụng chú nó mất cái mất đi cái thần trọng chú tâm quan sát, cái tròn vẹn tỉnh thức nên mình rồi. Đã là thần trọng chú tâm quan sát, đã trở về tròn vẹn tỉnh thức thì giờ đâu mà tụng chú. Tức là đã trở về tròn vẹn với thực tại tại đây và bây giờ như nó đang là, thì lúc đó là tụng chú là nó dư. Cái đó thầy mới nói là trong thiền người ta nói là đó là đầu thường trước đầu, tuyết thường giá xương, tức là trên đầu lại còn thêm cái đầu nó làm gì rồi trên tuyết lại còn thêm vô xương vô nữa, tức là nó dư. Mình thì thường hay dư. Tất nhiên á là cái lúc mà cái người đó chưa có thể mà trở về tròn vẹn tỉnh thức, chưa có thể là trở về với cái hiện tại tại đây bây giờ như pháp đang là, thì đương nhiên lúc đó là cái tâm nó vòng đồng quá, cho nên phải niệm chú, phải niệm Phật, niệm này niệm kia thì đúng, thì cái đó là phương tiện thôi. Nhưng bây giờ nếu mà cái người này đã thấy ra được thực tánh pháp, đã vào được dòng pháp, thì lúc đó đó cái người này không cần phải hình thức, tất cả những hình thức đó, phương pháp này, hình thức này, quy định này, tất cả những cái đó đó không trói buộc được người đó nữa. Cho nên mới là một vị tu đạo hoàng á, theo kinh á để nói là một vị tu đạo hoàng là không còn thân kiến hoài nghi với công thủ. Bởi vì trong cái quá trình mà niệm pháp mà 12 xứ đó thì khi mắt thấy sắc là vì đó đã thấy được cái gì che lấp rồi, cái gì trói buộc rồi. Có cái ta trói buộc hay không, là có đã thấy được thực tánh pháp hay là mình đang pháp chế định đang trói buộc mình, hay là thấy ra được cái thực chất của cái đời sống, hay là chỉ thấy cái hình thức. Cho nên đó, vì đó lúc đầu là thấy ra được ba cái yếu tố đó, bỏ được ba cái yếu tố đó, thoát ra khỏi được ba cái trói buộc đó, ba cái yếu tố trói buộc đó. Thì cái người mà gỡ ra được ba cái trói buộc đó nhờ niệm pháp mà gỡ ra được ba trói buộc đó thì gọi là bậc tu đạo hoàng, hay là gọi là bậc nhập lưu hay dự lưu, tức là đã vào được cái dòng pháp, hay là đã vào được thực tánh pháp đó. Vậy thôi, chứ không phải là thánh là thế này thế kia gì cả. Thật ra thánh tức là đã loại được những cái trói buộc thôi, chẳng phải thánh là một cái địa vị. Đừng có hiểu thánh như một địa vị mà mình phải
tranh đấu để mà đạt được cái địa vị đó, mà mình là thấy ra được những cái trói buộc đó. Rồi á, trong cũng này, trong mắt thấy sắc, nghe trong tai nghe âm thanh, nhưng mà lại là trong mắt thấy sắc thì còn thích cái sắc đó, còn thấy cái sắc đó là hấp dẫn, thì cái đó gọi là dục ái. Thấy sắc, thấy thanh, thấy hương vị xúc pháp là hấp dẫn, nhất là sắc thanh hương vị xúc, còn thấy hấp dẫn trong đó đó thì gọi là dục ái. Tất nhiên bây giờ đó là không còn thân kiến, không còn hoài nghi, không còn giới cấm thủ, nhưng mà ăn thấy ngon vẫn thích. Đó. Cho nên đó, một cái vị tu đạo hoàng, một vị tu đạo hoàng xuất gia thì không nói, nhưng nếu vị tu đạo hoàng là một người cư sĩ thì vẫn lấy vợ lấy chồng như thường. Tất nhiên là vẫn còn cái dục ái. Dục ái tức là vẫn còn thích hay là không thích sắc thanh hương vị xúc. Thì á, bây giờ cái vị này á, dần dần, tức là sau khi mà đã không còn thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì vì đó vẫn cứ sống bình thường, thế mà thấy hoa vẫn thích, hay là nghe âm nhạc vẫn thấy hay, cũng không sao, cứ thấy thôi. Bây giờ là cái vị này chỉ cần thấy thôi là được, thế mà thích thì thấy là mình còn thích, thấy không thích thì thấy không thích để thôi. Cho nên dần dần á, nó không còn bị trói buộc nữa, và dần dần á, là cái tự nhiên á, cái tâm của vị đó, đó bây giờ nhìn thấy sắc thanh hương vị xúc thì vẫn bình thường, tức là không còn quá bị hấp dẫn nữa. Mà cái đó là cái tiến trình tâm nó sẽ tự động. Cho nên thầy mới nói là mình cứ lo tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, là mình cứ lo thần trọng chú tâm quan sát trở về trọn vẹn tỉnh thức thôi. Còn cái chuyện là khi nào mà cái dục ái, cái sân nó hết là chuyện đó là của pháp, nó sẽ tự động hết, cho mình đừng có cố gắng quá mà làm là nó lại hỏng thêm. Ví dụ như mình còn thích cái cảnh đẹp, mình thích mát mẻ chẳng hạn như vậy, thì mình vẫn cứ biết là mình còn thích thôi, vì cái thích đó là do bây giờ mình không còn chấp ngã, chứ không phải là hoàn toàn không còn ngã. Tức là cái ngã mà ngã chấp á, cái ngã mà cho rằng là mình có một cái từ ngã, một cái này cái kia thì không còn nữa. Nhưng mà cái ngã ví dụ như là ông, cái ngã của người ông với cháu, của người cha với con, thì cái ngã đó vẫn còn. Cái ngã này nó không phải là một cái ngã chấp nữa, nhưng mà nó vẫn còn. Cho nên nó vẫn còn ngã mạn. Cái ngã mạn ở đây không phải là mình cho mình là hướng thiên hạ, không phải ngã mạn theo kiểu đó. Mà ngã mạn á là mình còn thấy là mình còn dục ái, mình còn sân, tức là vẫn còn thua cái vị mà người ta đã không còn dục ái, không còn sân. Tức là cái ngã đây kiểu đó, cái chữ ngã ở đây là ngã mạn ở đây là so sánh mình với người khác, so sánh cái không phải là cái bạn ngã một chấp ngã nữa, nhưng mà vẫn so sánh là mình nó là tốt hơn người kia chẳng hạn, hay là mình chưa tốt bằng người kia chẳng hạn, thì cái đó là cũng là ngã mạn. Thế thì đó là bây giờ đó, hệ khi cái trong niệm pháp á, bây giờ trong mắt thấy sắc mà có cái dục, cái dục này đó là gồm cả tham cả sân á, chứ không phải là dục là chỉ có tham không thôi mà gọi là dục á, còn có cả tham cả sân. Nhưng mà tại vì ở đây á, chia hai ra, dục á là chủ yếu là nói tham, rồi sau này sân á là sau. Thì á, khi mắt mình nhìn thấy sắc mà mình thích thì mình vẫn còn biết là mình thích thôi, vậy thôi. Mà chính nhờ cái biết đó đó mà nó làm cho nó giảm dần cái thích đó đi. Tức là thích, nhưng mà cái thích lúc đầu á là thích thì phải là thế này phải thế kia, nhưng mà sau đó thích rồi thôi. Thích xong rồi thôi, chứ không phải là hệ thích thì phải là chiếm cho bằng được, phải thế này thế kia, không còn như vậy nữa. Tức là
nói là còn dục ái, nhưng mà thực ra đó, cái dục ái của một cái vị mà Tu Đà Hoàn hay là Tư Đà Hàm á, Tư Đà Hàm vẫn còn là bớt dần cái dục ái, bớt dần cái sân. À, tức là trong cái mắt thấy sắc thì một là còn muốn, còn thích hay là không thích, thì trong mắt thấy sắc, trong tai nghe âm thanh thì mình vẫn còn thấy là có thích hay không thích. Nhưng mà nếu một cái người mà họ không có tu hành gì cả thì thích là họ phải là chiếm chút bằng được. À, còn bây giờ nói là thích thì thấy thích thôi vậy thôi, chứ không có, nó không phải là làm cho cái vị đó phải điều đứng vì cái thích đó hay là vì cái sân đó. Giả sử bây giờ mình ăn cái món ăn cái nó mặn quá là tự nhiên mình không thích, lẽ ra là khi mà nó ngon á mình gấp thêm mấy miếng nữa, nhưng bây giờ nó mặn quá hay là nó đắng quá cái là thôi, tức là trong đó có thích và không thích rồi đó. Nhưng mà cái thích không thích đó là mình chỉ thấy vậy thôi, tức là mình vẫn sáng suốt để thấy vậy thôi. Thì dần dần á là cái thích và không thích đó, đó, tức là cái tham, cái dục và cái sân đó đó, nó đoàn giảm dần đi. Khi mà nó đoàn giảm á thì gọi là bậc Tư Đà Hàm. Và khi nó không còn cái thích với cái ghét đó nữa, không thích với không thích đó nữa, thì lúc đó là đắc quả A Na Hàm. À, tức là bậc thánh thứ ba nữa. Thì mình ở đây là thầy nói bậc thánh là để nói để mình biết là cái thấy của mình trong cái niệm pháp đó, đó nó tới đâu. Rồi khi mà không còn cái dục ái, không còn sân á, thì tâm lúc đó nó rất là ổn định. Thì đâm ra lại thích cái ổn định đó. À, cho nên á là bị kẹt trong cái sắc ái. Sắc ái tức là trong thiền sắc giới. À, rồi kẹt trong vô sắc ái, tức là kẹt ưa thích, ưa là trú trong cái thiền vô sắc giới. Vì lúc đó nó yên quá, tại vì nó đã không còn thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, không còn dục ái, không còn sân. Thì lúc đó là tương đối là sống rất là yên ổn. Nhưng mà bây giờ nó lại là, nếu mà mình vẫn còn là tham đắm vào cái yên ổn của cái định sắc giới hay là của cái định vô sắc giới đó, thì vẫn là rơi vào cái triền cái. Thí dụ như bây giờ thế này, cái vị đó đang là đang đi hay là vị đó đang ngồi, thì lại ra ngồi thì chỉ trở về tròn vẹn tỉnh thức với ngồi thôi, khi đi thì mình trở về tròn vẹn tỉnh thức với đi thôi, lại ra như vậy là đủ rồi. Nhưng mà lại thích ngồi lại để mà thiền định, để cho được an lạc, cho nên mới bị sắc ái. Và cao hơn là cái thiền vô sắc. Thí dụ như ngồi mà thấy mình là tan hòa vào trong hư không, thí dụ như vậy, mình thấy mình như là hư không, thì lúc đó đó là trú vào trong cái thiền vô sắc giới. Thì đó cũng là hai cái sự trói buộc. Và cái ngã mạn, như hồi nãy thầy ngã mạn thầy có nói rồi đó, tức là lúc đó đó bậc A Na Hàm rồi nhưng mà vẫn còn ngã mạn. Ngã mạn ở đây là thế này, là thấy mình hơn cái lúc là Tư Đà Hàm, lúc tu Đà Hoàn, mà bây giờ mình còn thua A La Hán. Ngã mạn là ngã mạn vậy đó, tức là mình chưa có hoàn toàn là giải thoát, giác ngộ giải thoát. Cho nên cái ngã mạn là ngã mạn như vậy, chứ không phải ngã mạn như kiểu mình nghĩ đâu. Nhưng mà vẫn còn cái ngã mạn đó, tức là vẫn còn so sánh, vẫn còn so sánh cao thấp. Rồi á là trào cử, vì thấy là còn thua bậc A La Hán, cho nên nó phải cố gắng làm sao mà cho đạt được A La Hán, là trào cử. Giống như ngài A Nan á, ngài A Nan ngài muốn là làm sao mà đắc cho được quả A La Hán để mà vào được cái kết tập tâm tạng với chư thánh tăng. Vì trong cái kết tập tâm tạng đó là chỉ
những vị A La Hán mới được tham dự. Mà lúc đó ngài A Nan đó là cứ lo mà kinh thuộc kinh rồi này kia, cho nên nó đâm ra là không có đắc được quả A La Hán. Và bây giờ đó là kết tập tâm tạng thì lại cần ngài A Nan, để ngài A Nan là nhớ kinh nhiều, cho nên để mà kết tập tâm tạng thì phải là trùng tuyên những cái lời Phật dạy. Cho nên là A Nan lúc đó là cố gắng ráo riết để mà làm sao mà cho đắc quả A La Hán thì là bị trào cự che lấp. bị trào cự che lấp cho nên á, cái lúc nó mệt quá, trào cự thì nó mệt, trào cự thì nó làm cho mình dao động và nó mệt mỏi căng thẳng, thì lúc đó đó mệt quá rồi rồi buông ra. Khi buông ra nằm xuống thì chính cái lúc buông ra đó đó là nó lại không còn cái trào cự nữa, không còn cái ngã màng, không còn trào cự nữa. Tức là không còn mình muốn trở thành cao hơn là ngã mạng, và không còn là cố gắng để mà đạt được, cho nên nó là không còn trào cử, không còn căng thẳng. Nói tôi dễ hiểu là không còn căng thẳng. Thì vì không còn căng thẳng cho nên đó, khi vừa nằm xuống đầu vừa là đùng gối thì đắc quả A-la-hán, tức là buông được. Buông được thêm những cái là buông được thêm 5 cái là không còn tham trong định sắc giới, không còn tham trong định vô sắc giới, không còn ngã mạn, không còn trào cự, và vì vậy là cũng không còn vô minh. Vì lúc đó là khi nằm xuống thì lại là hoàn toàn biết mình tự nhiên. Cho nên thầy mới nói là có hai cái yếu tố rất quan trọng trong cái sống thiền, đó là tự nhiên và vô tâm. Nhưng mà chữ vô tâm này phải hiểu cho đúng, cho nhiều người thì do không hiểu chữ vô tâm cho nên là nói là tu gì mà vô tâm mà tu làm sao tu. Nhưng mà vô tâm ở đây đó là không có cái bị sai khiến hay là bị cái ý đồ của bạn ngã nó sai khiến. Cái chữ mà kiết sự đó nó có một cái nghĩa là trói buộc và có một cái nghĩa nữa là sai khiến. Tại sao nó có hai cái đó? Mà chữ đó còn cái chữ phàn đó là sanyojana. Thì sanyojana đó tức là cái sợi dây mà người ta buộc vào nơi cái lỗ mũi của con trâu á, người ta dắt đi đó. Tức là nó buộc con trâu lại và dắt con trâu đi, tức là trong đó nó có cả hai cái. Kiết á tức là buộc lại, mà sự đó tức là dắt đi. Thì chữ sanyojana là chính là cái sợi dây mà để mà xõ mũi cái con trâu để mà dắt đi đó, là cái sanyojana. Nó không phải trói buộc không, mà nó còn dẫn dắt đi nữa. Thì bây giờ không còn bị những cái 10 cái tiền cái này là trói buộc dẫn dắt nữa, cho nên là đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát, gọi là bậc A-la-hán. Nhưng rõ ràng á là bậc A-la-hán á là buông được hết tất cả mọi cái sự trói buộc, chứ không phải là bậc A-la-hán là đạt được một cái địa vị cao nhất, không phải vậy. Vì cái bậc A-la-hán á là không còn thấy mình là gì cả, không còn thấy mình là gì nữa hết á. Đã vô ngã rồi mà đâu còn thấy mình là gì nữa. Bởi vì con người bình thường mấy đi nữa cũng thấy mình là còn là cái gì đó. Còn A-la-hán thì không còn thấy mình là gì cả. Thì cái 12 xứ đó, cái mà trong niệm Pháp mà 12 xứ đó là có ý nghĩa như vậy. Tức là mình đã thấy ra được cái gì là cái trói buộc. Và cái sự trong đó đặc biệt là thế này, cái sự trói buộc đó nó phát sinh lên như thế nào. Rồi khi mình thấy được cái sự phát sinh của cái trói buộc đó thì nó diệt như thế nào, và nó diệt rồi nó còn sinh lại lên thì mình thì thấy là nó còn sinh lại. Còn nếu nó diệt rồi và nó không bao giờ còn sinh lại nữa thì mình biết là nó không bao giờ còn sinh lại nữa. Đó, đại khái là vậy. Thì cái đó là niệm 12 xứ. Cao hơn nữa
cao hơn nữa là niệm thức giác chi. Tức là lúc đó cái vị đó đó dù đi đứng nằm ngồi gì thì cũng đều ở trong thức giác chi hết, ở trong những cái giác chi hết, tức là cái tâm luôn luôn là giác. Lúc đó là luôn luôn có niệm, có trạch pháp, có tinh tấn, có hỷ, hoặc là có khinh, có niệm, có khinh an, có định, có xả. Là vì đó là trong trong mọi trường hợp đều thấy rõ cái thức giác chi đó, tức là cái yếu tố giác ngộ, thấy rõ cái yếu tố giác ngộ đó là thức giác chi. Và cuối cùng á là niệm pháp đó, là niệm tứ diệu đế. Không phải niệm tứ diệu đế là bây giờ mình ngồi mình nhớ cái bài kinh đó rồi mình niệm cái bài kinh đó, là không phải niệm vậy đó. Mà niệm lúc đó là thế này: bây giờ mình đang đi hay đang đứng, đang nằm, đang ngồi, thì cái thức giác chi đó, tức là cái tâm lúc đó là hoàn toàn là rõ ràng minh bạch đó. Thì cái tâm đó đó nó biết là lúc nào là cái tâm khởi lên tập đế, khổ đế. Tức là có một cái tâm khởi lên tập đế, khổ đế thì liền biết là cái đó là luân hồi sinh tử. Mà tâm không có khởi lên tập đế, khổ đế, tâm hoàn toàn là rộng, là trong sáng, thì lúc đó là đạo đế, diệt đế. Tức là lúc đó đã thấy được Niết Bàn. Tức là cái tâm lúc đó là thấy được rõ hai mặt. Một mặt là thấy rõ đâu là phiền não, đâu là Niết Bàn. Thì cái đó đó là gọi là niệm tứ diệu đế. Cho nên trong niệm pháp á, là gồm có những cái niệm như vậy, thì nó đi từng cái trình tự. Tại sao từ cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, sau đó nó lại năm triền cái, sau đó thấy năm triền cái. Thực ra cái chữ niệm đấy á, mình dùng chữ niệm, mình dùng niệm á, mình cứ tưởng là mình phải niệm cái này, mình phải niệm cái kia, tại vì cái ngôn ngữ nó làm đánh lạc hướng mình đi. Cho thực ra là thấy thôi, thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, bây giờ thấy năm triền cái, thấy tiến trình ngũ uẩn, tức là nó thấy càng ngày càng sâu như vậy đó, thấy tiến trình ngũ uẩn, rồi thấy giữa mắt và sắc, giữa tai và âm thanh có gì trói buộc hay không trói buộc. Rồi lúc đó đó, cái tâm mình nó đã thấy được cả thân, cả thọ, cả tâm, cả pháp như vậy rồi đó, thì cái thấy lúc đó đó là nó chỉ còn lại là thức giác chi thôi. Lúc đó là cái tâm mình là làm gì cũng trong thức giác chi hết á. Bây giờ mình muốn là thức niệm cũng được. Lúc đó nó niệm thôi chứ nó không thức niệm được. Mình muốn là không cần sáng suốt cũng được, nó vẫn cứ sáng suốt. Nó muốn là đừng có tinh tấn nó cũng không được, nó cứ tinh tấn thôi. Đại khái vậy, tức là cái tâm lúc đó nó đã là, tức là ý là sao? Là vì những yếu tố đó bây giờ nó là những cái yếu tố của từ tánh, nó từ hoạt động. Cho nên mình bây giờ không phải là muốn theo ý mình nữa. Hồi trước mình tu là mình phải muốn theo ý mình, phải tu thế này, phải tu thế kia. Còn bây giờ không phải. Nó đã trở về được với cái từ tánh, thì từ tánh đó nó sẽ từ chiếu soi thôi. Chứ không phải là mình trong đó. Cho nên lúc đó là thức giác chi. Mà khi thức giác chi á, cái tâm mà thức giác chi đó, thì thấy rõ đâu là Niết Bàn, đâu là sinh tử, đâu là phiền não, đâu là giải thoát, giác ngộ. Đó là thấy tứ diệu đế. Rồi bây giờ để cho Phật tự hỏi. Muốn thấy tứ diệu đế thì phải quên tứ diệu đế đi. Chứ còn mà nhớ mà học thuộc lòng cái bài tứ diệu đế rồi, bây giờ mà hễ mà muốn niệm tứ diệu đế một cái là tự nhiên nó nhớ cái bài kinh tứ diệu đế một cái là coi như tiêu á. Quên hết cái bài kinh tứ diệu đế đó đi, mà là thấy được cái tứ diệu đế đó ngay nơi cái thân tâm mình đây thì mới được. Kính thưa thầy, khi mình tu cũng giống như mình ăn, ai ăn nấy no, thì cái người ăn đó người tự đọc họ biết họ no, chứ người thứ hai làm sao biết họ no. Cũng như cái hương vị sự thật của là vị đường, không ai diễn tả được cái vị đường đó như thế nào.
thì làm sao biết người đó là đắc quả hay là người đó là giác ngộ giải thoát? Xin hết. Thực ra đó, không thể biết được, trừ phi bản thân mình đã trải qua những điều đó. Cho nên đó, là Đức Phật Ngài mới nói rằng là cái bậc Tư Đà Hàm ấy, thì có thể thấy được bậc Tu Đà Hoàng. Bậc A Na Hàm thì có thể thấy được bậc Tu Đà Hoàng. Bậc A La Hán thì có thể thấy được bậc A Na Hàm. Là bởi vì vì sao? Bởi vì những cái điều đó, những cái vị đó họ trải qua hết rồi. Bây giờ người đó vô tu cách nào rồi, ở trạng thái nào rồi, đã bỏ được cái gì là cái người đã trải qua rồi thì sẽ biết. Cho nên Đức Phật á, Đức Phật hoặc là các vị thánh á, thì người ta có thể biết được là cái người đó đang tu ở trình độ nào và đã thấy được cái gì, còn cái gì trói buộc, cái gì không trói buộc. Cho nên á, bây giờ á, là mình đừng có cần phải biết người khác. Trước tiên là mình phải biết mình cái đã. Thế mà mình biết mình á thì mình sẽ biết người khác. Thí dụ như bây giờ một em học lớp 2 thì tự nhiên biết lớp 1 sao liền à. Mà bây giờ hỏi lớp 3 thì thua. Hỏi lớp 3 thì không biết gì hết. Nhưng mà hỏi lớp 1 là biết hết. Đại khái là vậy. Cho nên cái đó là cái trải nghiệm, trải qua cái sự tu tập, trải nghiệm, chiêm nghiệm và chứng nghiệm. Vậy thôi. Tức là mình trải nghiệm, mình chiêm nghiệm được cái điều mình trải nghiệm và mình chứng được cái sự thật đó. Chỉ có vậy thôi. Đó là một cái quá trình tu tập nó cứ diễn biến như vậy thôi. Cho nên Đức Phật á, nhờ Ngài trải nghiệm qua hết tất cả mọi thứ, cho nên khi Ngài gặp cái trường hợp nào là Ngài nói đúng vào cái trường hợp người đó. Sở dĩ mà mình thấy được người khác á, là bởi vì mình đã trải nghiệm, chiêm nghiệm và chứng nghiệm được. Cho nên là bây giờ cứ người nào thấy mình như thế nào thì cứ thấy ngang đó, cứ thấy tiếp đi, rồi sẽ thấy ra thôi. Có ai hỏi nữa? Dạ thưa thầy, xin cho con hỏi một cái câu này thì nó không biết cũng ngoài đề. Ở đây con muốn hỏi về cái nghiệp trong cái Đức Phật có nói là trong cái bát chánh đạo thì trong đó nó có cái chánh nghiệp. Thì với lại chánh mạng thì con có một người bạn họ nuôi con chim yến á thầy. Thì như vậy là người ta có bị mang tội không thầy? Con muốn khuyên cái người bạn đó mà không biết nên khuyên không, tại vì cuộc sống của người ta. Con xin hỏi nếu mà như vậy á, xét vậy người ta có bị cái tội sắc sanh tội gì không? Dạ thưa con xin hết. Dạ. Hồi xưa đó có nhiều người hỏi Đức Phật cái câu gì đó, có khi Ngài lơ thì Ngài không nói. Tại vì ấy, nhiều khi ấy là nói nó đụng chạm người đời. Mà hơn nữa là cái duyên nghiệp, cái căn cơ trình độ của người ta như vậy, thành nó bây giờ mình nói theo mình thì đâu có được. Nếu mình nói theo mình thì thôi bỏ hết rồi, giải thoát. Thì cho nên đó là tốt nhất là mình, bản thân mình đó, nhận ra, nếu bản thân mình nhận ra điều đó là sai, mình cảm thấy là mình làm như vậy là mình bóc lột sức lao động của nó. Ví dụ như mình lấy lấy mật ong chẳng hạn đó, người ta làm cực khổ mà nó kiếm được ong mật nó đem về đó, rồi bây giờ mình lấy cả cái tổ mình bắt mật đi đó. Nhưng bây giờ biết sao vậy? Bởi trong đời thì nó có những cái duyên nghiệp với nhau như vậy. Cho nên ở giữa đời đó thì tốt nhất là thấy như thế. Tức là người ta ai làm sao mình thấy vậy thôi. Khi nào mà nó có đủ duyên á, khi nào mà nó có đủ duyên á, ngay cả Đức Phật cũng vậy. Với lòng từ bi, Đức Phật thấy được cái căn cơ của người đó đã đến, cho nên Ngài mới là gặp cái người đó mới nói một cái câu đó là người đó giác ngộ. Tức là nó phải đầy đủ cái nhân duyên mới được. Cái cứu đồ mà của Phật á là Ngài chỉ nói lên sự thật, rồi ai thấy được
thì cái người đó tự mình giác ngộ, tự mình mở trói buộc. Chứ còn là cái căn cơ của người ta đang như vậy thì không thể nói được. Nhưng mà qua đó đó, qua tất cả những cái đó đó, người ta mới là dần dần người ta mới học ra được cái nhân quả, cái nghiệp báo. Đó. Rồi từ từ người ta mới, từ từ người ta mới điều chỉnh cái nhận thức và hành vi. Chứ bây giờ cái trình độ của người ta đang như vậy mình nói là cũng không được. Nhưng mà bản thân mình á, bản thân mình thì mình có quyền chiêm nghiệm, mình có thể là thấy người ta làm như vậy mà mình không làm là bởi vì thực ra là mình đã học được bài học đó rồi. Cho nên bây giờ nhìn cái là thấy liền. Khi nào mà mình nhìn một cái gì đó mà mình thấy liền, không cần phải là trải nghiệm, chiêm nghiệm gì nữa, mà nhìn là thấy, thì tức là cái người đó thực ra là đã trải nghiệm, chiêm nghiệm nhiều lần đâu rồi không biết. Bây giờ là cái tâm trí nó đã mở ra rồi, cho nên nhìn cái là thấy liền, thấy liền, cho nên không bị dính mắc vào đó. Thì cái đó đó là nếu mình người thân mà mình khuyên họ, mình cứ có thể là mình cứ hết lòng mình khuyên họ đi, nhưng mà nếu mà họ không thì thôi, tức là họ vẫn cứ thấy rằng là tội gì mà mình lại không làm để mình có tiếng đại ca vậy, thì cái đó là cái chuyện của họ. Nên cái chúng sanh đó là mình chỉ khai thì mình chỉ nói cái những cái nguyên lý để giúp người nào được thì được, mà còn không thì thôi, chứ không nhất thiết là phải là bắt mọi người phải theo mình. Bởi vì là ở giữa chúng sanh á, mà tất cả những cái chuyện gì mà xảy ra đều có cái nguyên nhân của nó hết, nó có cái nhân quả liên quan với nhau, để mà qua đó mình học ra được cái bài học của cuộc đời. Thành ra cái người đó đang học cái lớp đó thì phải trải qua cái việc như vậy. Nó cũng giống như thế này cho dễ hiểu đi. Thí dụ như bây giờ cái trứng á, nó chưa tới ngày để mà nở. Nó chưa tới ngày để nở. Mà bây giờ mình muốn là cho nó nở ra là sẽ đâu có được. Nó phải trải qua những cái trình tự gì, những điều kiện gì thì cái đó nó mới nở ra được. Thì chúng sanh cũng vậy, tức là cũng như cái người đó phải học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thì dần 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 mới học lên. Chứ không, mình không có một cái tiêu chuẩn. Mình không có cái tiêu chuẩn rằng là tất cả mọi người đều phải học lớp 10. Vì có người ta trình độ tâm lớp 11 bắt người ta học lớp 10. Nhưng mà có nhiều người mới lớp 2, lớp 3 bắt người ta học lớp 10 cũng không được. Cho nên hệ cái trình độ lớp 10 là tự nhiên nó vô lớp 10. Mà chưa tới lớp 10 mà học lớp 10 thì thế nào ở lại á? Phải ở lại lớp. Nó vậy đó. Rồi có ai hỏi nữa bên kia? Kính bạch thầy, hôm nay chúng con rất hoan hỷ được gặp thầy lần đầu tiên. Chúng con ở Khánh Hòa nghe một số bài pháp của thầy ở trên mạng, và con thấy không biết là con mong muốn hay là do pháp nó vận hành mà con hôm nay có mặt ở tại đây. Và con cũng xin có một câu hỏi, có vẻ nó hơi với quá với con, nhưng mà con nghĩ là con cũng phải hỏi, chứ không thôi là con cũng chịu không được. Cái thứ nhất là nói theo thầy nói á, là cứ để cho pháp nó vận hành, mình mà thấy ra và học cái bài học mà mình thấy ra đó. Còn nếu người nào chưa học được bài học đó thì người đó phải học lại bài học đó để cho thấy ra và tiếp tục học một bài học khác. Để con nghĩ, giả dụ như một người bắt đầu xuất gia cho đến khi đạt đạo thì có thể trải qua, giả dụ như trải qua 3 A Tăng Tỳ Kiếp, thì một người mà không xuất gia, không tu gì hết,
con nghĩ họ cũng sẽ đạt đạo ở cái thời gian là 3.000 A Tăng Tỳ Kiết, thì con nghĩ cái điều đó có phải đúng không thầy? À, hồi xưa đó thì nó có một cái thuyết, nói rằng là một người cứ sống bình thường, ví dụ như tiến hóa từ lúc đầu là một cái đơn bào rồi dần dần thành ra là cái con trùng, rồi đến dần dần nó thành con vật này vật kia, rồi dần dần thành người rồi chẳng hạn vậy đó. Thì có một cái thuyết ở bên Ấn Độ nói rằng là cái tiến trình đó là nó giống nhau, tức là người nào cũng trải qua, thầy không nhớ con số, nhưng mà trải qua bao nhiêu là ngàn tỷ gì đó kiếp gì đó đó là đều cũng phải giác ngộ giải thoát hết đó. Thì á, thực ra nếu một người cứ tự nhiên, cứ sống tự nhiên thì đến một lúc nào đó họ cũng phải giác ngộ giải thoát. Vậy thì có người người ta sẽ hỏi, nếu vậy người ta không tu gì cả sao? Cho nên thầy mới nói là bốn giai đoạn tiến hóa. Bốn giai đoạn tiến hóa là như thế này. Lúc đầu đó là tiến hóa theo bản năng. Ví dụ như là những con thú, ví dụ như là con cọp, thì nó ăn mấy cái con thú như là nai rồi chẳng hạn. Mà đó, qua đó đó, thì cọp nó càng ngày nó càng thông minh hơn trong việc kiếm mồi. Rồi con nai, con heo, con bò gì đó đó thì nó lại thông minh hơn trong việc trốn chạy. Đó. À, mà dần dần đó là nó tiến bộ. Thì nó cái tiến hóa đó là tiến hóa trong cái bản năng. Bản năng tự nhiên. Dù muốn dù không là nó cũng phải khôn ngoan hơn. Đó. Nó trải qua những cái xung đột giữa cuộc sống như vậy là tự động nó khôn ngoan hơn. Ngay giữa loài người đó cũng là những cái điều đó đó, nó cũng làm cho con người khôn ngoan hơn. Mình khoan nói là giác ngộ giải thoát, mình nói khôn ngoan hơn thôi. Tức là từ bản năng dần dần á nó phát sinh ra tình cảm và lý trí. Ban đầu là chỉ bản năng thôi. Ví dụ như là nóng quá đó thì nó tìm chỗ mát, lạnh quá thì nó tìm chỗ ấm, nó ra ngoài nắng nó nằm. Mình thì mình thấy nó nằm ngoài nắng ra mình không cho nó nằm, nhưng mà thực ra cứ để tự nhiên, tại vì là cái bản năng của nó là nó tự tìm ra cái chuyện đó. Đến khi nó vừa đủ rồi á là nó tự động nó đi vô. Thành ra cái đó là một cái bản năng. Thành ra lúc đầu á là chúng sanh á là tiến hóa qua bản năng tự nhiên. Rồi mình thấy con chó, nó thì bản năng là nó tìm kiếm ăn, nhưng bây giờ mình cho nó ăn á thì nó phát sinh tình cảm, cho nên nó là nó quyến luyến hay là nó mừng với cái người chủ, nhất là người cho ăn. Rồi cái bản năng là đói thì ăn, bây giờ phát sinh ra tình cảm, ai cho mình ăn là có tình cảm, như vậy là tình cảm phát sinh lên. Rồi cái tình cảm phát sinh lên rồi đó, nó bắt đầu khôn hơn. Cũng như mấy em bé, nó bắt đầu nó đi lượng chừng một hồi á, nó té lên té xuống vài lần cái nó đi được. Đó. Từ đó nó bắt đầu nó phát sinh ra thêm. Thì trải qua cái sự tiến hóa đó, thì giai đoạn đầu là thầy đặt ra bốn cái mức tiến hóa. Tiến hóa giai đoạn đầu đó là tiến hóa bản năng tự nhiên, tức là không cần ai dạy gì cả, từ pháp dạy với nhau. Từ chúng sanh dạy với nhau chứ không có ai dạy hết. Nhưng mà thì ra là trong tất cả chúng sanh nó có một cái tánh biết. Cái tánh biết này đó, nó sẽ phát huy được qua cái bản năng. Đó là giai đoạn đầu. Rồi nó mới phát sinh tình cảm, rồi phát sinh lý trí. Nhất là khi phát sinh lý trí rồi đó thì bước qua giai đoạn 2. Đó là giai đoạn mà con người đó là lý luận để mà lập trình cho hướng đi của mình. Đó. Nhưng mà lập trình cho hướng đi của mình á, thì thực ra là người thì chọn làm bác sĩ, người chọn làm kỹ sư, người chọn làm tu sĩ, người chọn làm cái này cái kia, thì mỗi người chọn mỗi cái. Nhưng mà cái quá trình học để mà phát huy được cái
Lúc đó là phát huy cái tiểu ngã trở thành đại ngã. Lúc đó mình hình thành, tức là ban đầu là hình thành cái ngã bản năng. Như con chó đó, dần dần nó là vẫn có cái ngã bản năng. Nhưng sau đó đó là cái ngã tình cảm và lý trí. Thì khi mà nó có tình cảm và lý trí rồi đó, thì nó bắt đầu là lập trình theo cách của nó. Nhất là trong con người là mình thấy rất rõ. Qua cái giai đoạn bản năng của con nít, đến cái giai đoạn tình cảm, và bắt đầu đến cái giai đoạn mà khi một cái trẻ lớn lên, giả sử mình cho cái khoảng độ 18 tuổi đi, có thể cái tuổi này nó không nhất định, nhưng mà mình giả sử mình cho mức 18 tuổi đi. Từ 18 tuổi đó là nó bắt đầu là muốn sống độc lập, và nó muốn là khẳng định mình bằng cách là đứa thì chọn học cái này, đứa thì chọn học cái kia, đứa thì chọn học cái nọ. Mỗi người nó sẽ phải trải qua cái này, trải qua cái kia đủ thứ hết. Mà cứ trải qua như vậy đó thì nó mới phát triển cái lý trí ra, nên mới trở thành là cái tiểu ngã trở thành đại ngã. Đó là cái mong muốn của con người đó. Muốn tiểu ngã trở thành đại ngã, tức là phát huy cái bản ngã của mình lên thật là lớn. Đến cái mức độ thứ ba thì khi cái bản ngã mà phát triển ra là thần thông quảng đại gì đủ thứ, nhưng mà vẫn thấy là đụng phải một pháp bất khả tư nghị. Thí dụ như là có một vị tỳ kheo đó, ông tu ông có thần thông xong rồi á, ông mới suy nghĩ cái đất nước lửa gió đó là nó phát xuất từ đâu, nó từ đâu đến và nó đi về đâu. Ông mới dùng thần thông đó, ông bay đến tận cùng hướng nam, hướng bắc, hướng tây gì, bay lên phía trên, phía dưới, ông bay cùng hết, ông cũng không tìm thấy cái gì cả, không tìm thấy là cái tứ đại là nó phát xuất từ đâu và nó sẽ đi về đâu, ông tìm không ra. Cho nên ông mới là kể về, ông mới hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật ngài lại nói bỏ chuyện đó qua một bên, rồi ngài giải tứ diệu đế. Ngài đã giải tứ diệu đế thôi, tức là để thấy rằng là Đức Phật các ngài chỉ dạy cho mình thấy rằng là cái gì phát sinh ra phiền não khổ đau, cái gì là niết bàn thôi. Chứ còn là ngài không có nói là đất nước lửa gió nó từ đâu đến, con người từ đâu sinh ra, rồi nó đi về đâu, là Đức Phật ngài không có nói mấy chuyện đó. Đức Phật ngài là cái người mà chỉ ra cho con người biết tại sao mà đau khổ đó, muốn thoát khỏi đau khổ thì thế nào thôi, nhận thức thế nào để thoát khỏi đau khổ thôi. Thế thì á, một cái người thần thông quảng đại như cái ông vị sư đó, thì ông cũng đụng phải cái bất khả tư nghị, đụng phải bất khả tư nghị, và có những cái đó, cái luật nhân quả nó đến mình không thể nào tránh khỏi được. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên, mặc dù là đã thần thông quảng đại mà như vậy đó, nhưng mà cái nghiệp của ngài đó cũng bị ăn cướp nó đánh tan xác. Cho nên là vẫn phải đụng phải cái bất khả tư nghị. Thì khi đụng phải bất khả tư nghị đó thì lúc đó bản ngã mới bắt đầu đầu hàng. Đầu hàng mới là quy y pháp hay là đầu hàng thượng đế, tức là hoàn toàn là bây giờ là trở về với thượng đế. Tức là tin vào một cái thượng đế, tức là một gì đó mà nó là bất khả tư nghi. Trong Phật giáo mình gọi là pháp bên đạo Thiên Chúa đạo thì gọi là thượng đế hay là cái gì đó, tạo hóa hay là gì đó. Tức là có một cái bất khả tư nghi mà người ta không biết, là không thể nào biết được. Thành ra con người cố gắng đạt đến tầng cùng của lý trí thì vẫn vấp phải một cái là không thể hiểu được, không thể biết được. Cho nên bên Tây Phương nó cũng có một cái thuyết gọi là thuyết bất khả tri, là không thể biết được. Không biết được đó thì lúc đó là đầu hàng pháp hay là đầu hàng thượng đế. Thì lúc đó nó mới buông ra cái bản ngã đó. Cái lúc buông ra bản ngã thì cái thân tâm nó bắt đầu là nhẹ nhàng. Lúc đó là không có tôi muốn thế này, tôi phải thế kia,
tôi tưởng là, tôi cho là, tôi phải là, sẽ là nữa. Mà lúc đó là thuần với pháp, quan sát pháp để sống sao cho hòa hợp với pháp. Đó. Thì chính cái lúc mà bắt đầu quan sát để mà thấy ra đó đó, là bước qua một giai đoạn thứ tư, đó là giai đoạn mà thực sự của Phật giáo đó. Đó. Là giai đoạn đủ cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành để thấy pháp, tất cả các pháp đến đi vận hành như thế nào. Và bây giờ không còn lầm lạc trong những cái ý đồ của bản ngã riêng nữa, mà là tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. À, đại khái là vậy. Thì đó là cái giai đoạn tiến hóa là thứ tư. Như vậy á thì không phải là không có tu, bởi vì giai đoạn một cũng vẫn có tu theo kiểu bản năng, giai đoạn hai cũng tu theo kiểu lý trí, giai đoạn ba tu theo kiểu đức tin, và giai đoạn tư là tu theo kiểu là trí tuệ, thấy các pháp đúng như thật. Vậy thì là nói là cứ để tự nhiên nó cũng giác ngộ giải thoát, hay là nói tu đi đến giác ngộ giải thoát nó thực ra cũng giống nhau? Bởi vì tự nhiên thì cũng đến lúc cũng quay tu thôi đó, cho nên cái tu cũng là tự nhiên. Thì mình đụng chuyện rồi là nó phải tu thôi, chứ là sao? Mình đụng chuyện mình làm sai rồi, tự nhiên mình phải là điều chỉnh nhận thức và hành vi thôi, phải không? Cho nên cái chuyện đó là nói là cứ để tự nhiên cũng đúng, mà nói là cứ tu cho thật nhiều cũng đúng, bởi vì thật ra hai cái nó cũng giống nhau. Rồi còn ai hỏi gì nữa? Dạ thưa bạch sư, hồi nãy sư có giảng là trong cái quá trình niệm tâm y niệm pháp á, thì nó phải qua giai đoạn như là phải thấy cái năm cái triền cái, rồi tới 12 xứ, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng nằm trong cái thất giác chi. Nhưng mà xin sư giảng sâu về cái thất giác chi để chúng con nắm rõ hơn cái thất giác chi đó sư. Khi mà tới cái thất giác chi đó, thì Đức Phật Ngài có nói như thế này: nếu một người mà hành tứ niệm xứ thì sẽ tự động là phát sinh cái thất giác chi. Bởi vì nếu một người mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là thường trở về trọn vẹn tỉnh thức, thường thần đồng chú tâm quan sát đó, thì thực ra là nói là tu, nhưng mà trong đó là nó vẫn rất là tự nhiên thôi. Thì đến một cái lúc tự nhiên mình, cái tâm mình nó cứ, nó luôn luôn là nó có thất giác chi. Tuy nhiên á, trong thất giác chi đó là nó có cái niềm giác chi đó, là luôn luôn mình trở về trọn vẹn tỉnh thức với chính mình. Cái đó là niềm giác chi. Từ cái niềm giác chi đó đó, mình mới thấy là có cái lúc cái thân tâm nó nghiêng về cái phía thụ động. Có cái lúc á, thì cái tâm thân tâm nó lại nghiêng về cái phía dao động. À, tức là khi thì động, khi thì tỉnh. À, cái tâm á, tâm khi thì động, khi thì tỉnh. Thì nhờ cái chánh niệm đó, cho nên cái người này vẫn thấy rất ra rõ lúc nào động, lúc nào tỉnh. Cho nên đó, khi tỉnh đó, thì không để cho rơi vào quá tỉnh. Mà khi động đó, thì không để cho rơi vào quá động. Mà cái đồng tình nó cũng là chuyện tự nhiên. Ví dụ như trời sinh ra là đã có ban ngày và ban đêm. Ban ngày thì hoạt động, rồi ban đêm thì nằm ngủ. Bây giờ thì mình có hơi làm hơi trật cái thiên nhiên đi đó, thì có nhiều người là thức cả đêm đó, rồi lại đi lúc mệt quá lại đi ngủ ban ngày. Thì nó nhiều khi nó cũng hơi mất tự nhiên. Với lại do cái xã hội là người ta có những cái ca làm việc là phải ban đêm, cho nên nó cũng là làm mất cái trật tự tự nhiên của cái đồng và cái tình. Cho vốn là con người sinh ra là nó đã có một cái sự cân bằng đó rồi. Nhưng mà sự cân bằng này đó nó không một chiều. Đã nói là cân bằng á, tức là nó phải có hai chiều. Đó. Thí dụ như khi mình đi đó, thì mình để ý là đi bên này thì nó đi qua này, bước cái chân bên này thì nó qua bên này. Đó.
tức là lúc nào nó cũng phải đi, nó phải nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng qua nghiêng lại thì nó mới đi được. Chứ không thể nào mình đứng thẳng ro mà mình đi được. Thằng ro là nó đứng chỗ chứ không thể nào đi được. Mà nó phải nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng qua nghiêng lại. Nó tức là nó làm mất cái trật tự để nó lại ổn định lại trật tự. Tức là nó đồng lên để là tịnh, tịnh lên, tịnh ro để đồng, đồng để tịnh, tịnh để đồng. Cho nên nó mới tạo thành cái sự vận hành của cuộc sống. Cũng như là trong ngũ hành mà sinh khắc á. Vừa rồi có người hỏi thầy là trong nhà con có nhiều cái khắc quá đấy, người này khắc người kia quá, như vậy làm sao mà để dẹp cái khắc? Thầy nói cái khắc mới tốt chứ. Thế là nó có sinh có khắc mới tốt chứ, nếu mà sinh không thì đâu có tốt. Sinh cái khắc nó mới tạo ra cái sự vận hành của cuộc sống. Qua cái sinh cái khắc đó mình mới học ra không biết bao nhiêu cái điều. Chứ nếu là nó chỉ một mặt sinh hay một mặt khắc không thì đâu được. Do đó cứ để tự nhiên mà học, cho đừng có muốn dẹp cái khắc, muốn tăng cái sinh đó là sai. Thì cái cuộc sống vốn nó là hai mặt, và luôn luôn là mình phải cân bằng giữa cái hai mặt. Nhưng mà cân bằng không có nghĩa là đứng yên, mà cân bằng là vẫn cứ nghiêng qua bên này rồi vẫn cứ nghiêng qua bên kia, thì lúc đó nó mới là cân bằng. Cũng giống như mấy người mà họ đi họ xiết trên cái sợi dây chẳng hạn đó, thì luôn luôn là họ phải giữ cái thế thăng bằng mà nó phải nghiêng qua nghiêng lại. Rõ nhất là người ta để một cái cục tròn tròn, xong rồi để ta tấm ván lên trên đó, người ta đứng hai chân hai bên thì người ta không thể đứng yên được, nó phải nhích qua nhích lại, nhích qua nhích lại thì nó mới giữ thăng bằng được. Thì cái người mà thiền xạo về thất giác chi đó là cái người đó biết sử dụng, thực ra là biết ứng ra thôi, chứ không phải nói sử dụng thì nhiều khi nó vẫn có cái chủ quan trong đó, nhưng mà mình nói thực ra là biết lúc nào thì nó ứng ra cái nào. Ví dụ như mình thấy đó, cái lúc đồng quá đó thì mình cần phải tịnh lại bớt, mà khi nó tịnh quá đó thì mình phải đồng lên, tức là nó phải ở một mức độ mà cho phép. Chứ nếu mà nó quá hẳn bên này cái là nó nghiêng một bên luôn, quá hẳn bên kia nó nghiêng một bên luôn. Nên nhiều khi đó trong tín tấn niệm định tuệ đó là năm cái yếu tố mà nó cần phải cân bằng, thì nhiều người là ham tu thiền định quá rồi cho rằng là tu thiền định là tốt là sai đó. Tức là nó quá đi, nó đâu cần thiết, nó vừa đủ để mà giữ cái thăng bằng thôi. Cái định của cái thăng bằng trong cuộc sống á, cái định đó mới là cao. Còn cái yếu tố định á là nó chỉ vừa đủ để mà giữ thăng bằng thôi, chứ mà định nhiều quá thì nó lại nghiêng về quá tịnh. Cho nên trong đó cái chánh niệm nó nằm giữa. Còn bên này á, trạch pháp tinh tấn hỷ, tức là khi mà mình cái điều này thầy có ứng dụng cho những người mà bị trầm cảm và hưng cảm. Trầm cảm tức là nó hơi nghiêng về tình quá, mà hưng cảm tức là nó hơi nghiêng về đồng quá, thì có thể sử dụng, nói là sử dụng thất giác chi thì nó hơi quá, nhưng mà mình cũng dựa theo những cái yếu tố mà thất giác chi đó để mình hướng dẫn cho người ta được. Tức là nếu mà nó tình quá đó thì lúc đó mình dùng những cái yếu tố như thử là trạch pháp tinh tấn hỷ. Chữ trạch pháp ở đây ấy, có nghĩa là thần trọng chú tâm quan sát đó, là trạch pháp ấy. Thần trọng chú tâm quan sát tức là để cho khi mà mình mà nó quá tình đó thì mình mà thần trọng chú tâm quan sát thì nó sẽ rõ ràng ra. Khi mà thần trọng chú tâm quan sát là để thoát ra khỏi cái tình trạng nó quá thụ động. Khi mình quá thụ động, quá như trường hợp mà bị trầm cảm chẳng hạn, là lúc đó nó thụ động, không thích cái gì cả, không thích ra ngoài, không thích tiếp xúc với ai, muốn rút lui một mình, ví dụ vậy. Thì lúc đó đó thì phải cần là thần trọng chú tâm quan sát, hay là cần trạch pháp tinh tấn và hỷ, tức là nói chung là phấn khởi lên, phấn chấn lên. Nhưng mà khi mà cái người mà bị dao động quá đó, tức là hưng cảm,
tức là rơi vào tình trạng mà hưng cảm á, thì lúc đó là phải thư giãn, buông xả xuống, trầm lại, trầm lại, thì lúc đó mới được. Thì cái đó đó là khinh an định xả. Ba yếu tố là khinh an định xả. Khinh an định xả tức là thư giãn, buông xả để cho tâm nó lắng lại. Khi mà nó dao động á thì mình thư giãn, buông xả để cho tâm lắng lại. Mà khi mà nó quá thụ động á thì mình lại là thần trọng chú tâm quan sát, hay là trạch pháp tinh tấn hỷ. Đó. Tức là hoan hỷ phấn chấn tích cực lên. Tức là cái mình biết sử dụng cái thất giác chi, nhưng mà một cách thực tế, chứ đừng cứ nói theo cái thất giác chi là thế này thế kia rồi mà nhưng mà không có sử dụng được. Tức là mình phải biết là sử dụng vào trong thực tế là cái gì, làm sao để cho phấn chấn lên, hay là làm sao để cho nó buông thư xuống. Đó là cách sử dụng cái thất giác chi. Dạ mô Phật, con có câu hỏi xin hỏi sư ông là khi con thấy cái bông đó, nếu con biết rõ ràng đó là hoa cúc thì lập tức trong tư tưởng con hiện khởi hoa cúc. Còn thí dụ như con gặp một cái vật gì đó con không biết nó, thì con lại đưa vào cái tưởng của nó, khởi lên đưa vào một khái niệm là đó là cái vật mình chưa biết. Vậy con bị dính vào cái danh khái niệm của nó. Còn con cứ thắc mắc là làm sao để mình thấy mà chỉ có thấy, con chưa hiểu về câu đó, mong sư ông chỉ cho con. Thì trong cái mà mình nói là niệm pháp á, tự nhiên cái mình nói là bây giờ mình phải niệm năm triền cái. Triền cái đâu mà niệm? Tức là nó thực ra là nó phải tự nhiên mới được, chứ không phải là tự nhiên cái mình muốn là niệm cái gì cái là mình cứ đặt cái đó ra để mình niệm, không phải vậy. Mà trong đời sống tự nhiên ấy, là từ đồng nó sẽ thấy ra. Nhưng mà trong cái thấy ra đó là nó có thấy ra ba điều. Điều thứ nhất ấy, là mình phát hiện ra là cái gì là ảo, tức là nó không phải là bản chất thực của cái vật đó, mà cái đó là chỉ là gán thêm vô thôi, chẳng phải là nó là thực. Đó. Mà đa phần mình á là cứ bị rơi vào tình trạng đó. Mình nhìn cái gì đó thì mình cũng đều là nhìn qua cái khái niệm. Mình qua khái niệm. Rồi á, nhiều khi người ta đặt đệ cho cái khái niệm đó nữa. Giả sử như bây giờ cái hoa cúc là đã là một khái niệm rồi, thay vì nó là chỉ là như nó là thôi, nhưng bây giờ mình nói hoa cúc tức là mình đã gắn cho nó một khái niệm rồi. Nhưng bây giờ người ta nói là hoa cúc là tượng trưng cho cái gì nữa, thì là lúc đó nó lại thêm một cái nữa. Thành ra nó cứ chồng lên những cái khái niệm. Thì cái mà mình cứ chồng lên khái niệm đó rất ít khi mà mình thấy đó là ảo. Cho nên trong niệm pháp á, là mình phải phát hiện ra được cái gì là ảo. Khi mà nó khởi lên á, thì mình thấy là đó là ảo. Tức là mình thấy được cái đó do cái ảo tưởng của mình tạo ra thôi, chứ nó không có thật. Đó. Thì á, trong cái ảo á, nó có cái ảo là đa phần á, là đều do tưởng. Thực ra đó, đừng có lên án cái tượng quá mức. Cái tượng nó có công dụng rất lớn của nó. Tuy nhiên á, là nó cũng là giống như là hai mặt á. Một mặt á, thì mình phải có cái tượng mình mới sống được. Nhưng mà một mặt á, mình lại bị rơi vào cái tượng lôi cuốn đi quá xa đó, thì nó thành ra thế giới ảo. Mà mình chiêm nghiệm đi, trong đời sống mình là có bao nhiêu cái ảo, có thể nói là gần như hầu hết là ảo. Cho nên có người mới nói rằng là thế giới này là ảo. Thực ra không phải thế giới này là ảo, mà thế giới này là bị bao trùm bởi một cái ảo
do cái ảo tưởng của bản ngã chụp mũ lên, sơn phết lên, chứ không phải là thế giới này là ảo. Thì khi mà mình bắt đầu thấy ra cái ảo, thấy ra cái ảo, thì mình bớt dần cái mà lệ thuộc vào cái ảo. Đừng có, không có lệ thuộc vào cái khái niệm, cái quan niệm hay là cái thành kiến cố chấp gì đó của mình nữa. Bớt dần những cái đó, vì cái đó là ảo. Nhiều người đó, trong một cái ngôi làng, mà trong ngôi làng đó là từ xưa đến nay người ta quan niệm là phải sống như thế này, thành ra lúc đó sống theo quan niệm thôi chứ không phải sống theo với cái thực. Đó. Cho nên con người mình á là bị đánh lừa vào cái thế giới ảo rất là lớn. Mà đầu tiên trong cái mà mình phải thần trọng chú tâm quan sát, phải trở về trọn vẹn tỉnh thức á, chính là để mình phát hiện ra dần những cái ảo mà xưa nay chính bản thân mình á là tự tạo ra những cái ảo đó để mà trói buộc, để che lấp chính bản thân mình chứ không phải ai khác. Đó. Cho nên đầu tiên á là phát hiện ra cái ảo. Có người hỏi thầy là làm sao để mình biết tiến bộ trong việc tu hành? Thì thầy nói rằng là muốn biết mình tiến bộ trong tu hành hay không á là xem thử mình đã phát hiện ra mình sai lầm bao nhiêu. Càng phát hiện ra cái sai lầm của mình nhiều chừng nào đó thì tiến bộ trong tu hành mới nhiều chừng đó. Đừng có cố gắng làm cái đúng, đừng có cố gắng tạo ra cái đúng nào cả, mà chỉ cần phát hiện ra cái sai thôi. Bởi vì nếu không có cái sai thì tự nhiên mọi cái đều đúng hết rồi. Cho mình là đi sai là cái chỗ là mình đi tạo ra cái đúng, mà khi mình tạo ra cái đúng á, thực ra là mình đang tạo ra cái sai. Đó. Cái mâu thuẫn là ở chỗ đó. Cho nên mình cứ cho là đúng một hồi là cứ làm sai hết trơn. Nên đầu tiên là phải phát hiện ra cái sai, phát hiện ra cái ảo. Khi bắt đầu mình cái ảo nó bớt che lấp rồi đó, thì lúc đó thế giới hiện tướng, thực tướng mới hiện ra. Thực tướng đó là thực tướng duyên khởi, tức là các pháp duyên khởi. Thí dụ như bây giờ cái hoa này nó mọc ở cái chỗ đó, nó dùng những cái dưỡng chất đó trong cái môi trường đó cho nên nó nở ra như thế này. Có thể là cái hoa này mà nằm ở một cái xứ lạnh hơn á, có thể màu sắc nó đậm hơn, đại khái là vậy. Thí dụ như có những cái hoa lan mà màu tím mà lúc thầy trồng ở Huế đó thì màu rất là tím, đưa lên Đà Lạt á thì nó là tím hơn nữa, nhưng mà đưa về Sài Gòn á là màu nó nhạt đi. Như vậy á là nó ảnh hưởng cái duyên khởi, tức là cái đó là thế giới duyên khởi, tức là tùy duyên mà nó ra thế này, tùy duyên ra thế. Thầy thấy bên Úc á cái phường tím á nó đẹp, cho nên thầy muốn là lấy một cây phường tím đem về trồng ở chùa để cho mọi người thấy cái hoa phường tím. Đem về trồng, trồng mãi nó không ra bông. Tại vì sao? tại vì ở bên đó là nó có cái duyên khởi của nó để nó mới ra hoa. Có những cái cây mà ở Việt Nam mình đó, mình đâu có khi nào thấy hoa đâu, mà qua bên Úc mình thấy hoa đầy hết rồi. Mà quốc nhiều cái hoa rất là đẹp, mà ở Việt Nam mình không thấy hoa. Tại ra đó nó phải có những thời tiết cái gì đó, nhiệt độ như thế nào đó thì nó mới là đủ điều kiện nó mới ra hoa. Vậy thì trong thế giới này đó có một thế giới hiện tượng do duyên khởi. Nhưng thế giới hiện tượng do duyên khởi này đó, bắt đầu mình bớt ảo đi mà quan sát thế giới hiện tượng thì mình sẽ thấy là trong thế giới hiện tượng này nó có vô thường, khổ và vô ngã. Khi mình thấy được cái thế giới hiện tượng là vô thường, khổ, vô ngã đó, thì bắt đầu mình lại không còn nắm chấp vào bất kỳ hiện tượng nào. Tất cả hiện tượng là nó chỉ đến đi trong vận hành của pháp thôi, cho mình không có nắm bắt được. Thí dụ như mặt trời mọc
rồi mặt trời lên, rồi mặt trời đứng bóng, rồi mặt trời xế, rồi mặt trời lặn. Thì đó là vận hành của pháp. Bây giờ mình muốn là luôn luôn là bình minh thì mình khổ thôi, chứ ai khổ? Vì nó đâu có bình minh hoài được, nó hết bình minh nó lên trưa đứng bóng thôi. Thì đó là vận hành tự nhiên của pháp đó. Cho nên đó, khi mình bắt đầu quan sát thế giới hiện tượng và thấy nó vận hành theo pháp thì mình sẽ thấy ra được tính chất vô thường và vô ngã. Nhưng mà trong đó nó vẫn có cái yếu tố khổ, chứ không phải là không có. Thí dụ như thế này, mình đi ngoài nắng hoài thì nó nóng quá, nó khổ. Đó là hiện tượng tự nhiên thôi, chứ đâu có phải, chứ đâu phải là mình muốn khổ đó. Phải không? Đi cái mình đạp cái gai cái là nó đau, đó là khổ. Cho nên á, trong hiện tượng tự nhiên, trong hiện tượng mà duyên khởi, thí dụ như giờ duyên khởi là mình đưa cái tay mình nắm cái cục lửa thì tự nhiên là nó cháy cái tay là nó khổ, thành ra vô thường khổ vô ngã. Thì dần dần á, dần dần mình sống với cái thế giới hiện tượng, mình mới thấy ra được vô thường khổ vô ngã, mình mới không chấp vào thế giới hiện tượng nữa, mà là mặt trời lên thì mặt trời lên, mà mặt trời lặn thì mặt trời lặn. Lên thì là mình giặt áo, giặt đồ này kia, mình phơi mau khô. Tức là mình biết sử dụng pháp, mình biết rõ tính chất của pháp thì mình sử dụng được. Còn bây giờ mình lại đi, khi trời mưa rồi mình mới phơi áo thì đâu được. Thì mình phải biết rõ cái tính chất của pháp. Thì đó là mình chỉ biết rõ pháp để mà mình tùy duyên thuần pháp thôi. Chứ còn á, không phải là mình cứ muốn theo như ý muốn của mình mà sai với cái sự vận hành của pháp là không được. Cho nên người nào mà chưa thấy được vô thường khổ vô ngã đó thì người đó vẫn còn đau khổ. Vẫn, cái đau khổ này là khác nha. Cái đau khổ này là khác với cái đau khổ của cái vô thường khổ vô ngã. Cái đau khổ này là cái đau khổ của ảo á, đau khổ của trước á, tức là do mình ảo cho nên mình tạo ra khổ, khổ hành khổ, hoài khổ. Cái khổ đó là khổ ảo, mà có người lại là sống trong cái khổ ảo nó nhiều hơn là cái khổ thực. Bởi vì khổ thực á là nó tốt, nhờ đi ra ngoài nắng mà nó nóng quá thành mình phải đổi nón vô, thành như vậy là cái khổ đó là tốt chứ đâu phải xấu. Cái vô thường khổ vô ngã không phải là xấu, chính cái vô thường khổ vô ngã là cái tốt nhất của thế giới hiện tượng, chẳng phải là xấu. Còn cái khổ mà khổ ảo mà do mình là ảo tưởng mà tạo ra đó, cái khổ đó mới là cái khổ mà cần phải là loại trừ cái ảo đó, là chính là tập đế khổ đế đó. Còn khi mình trả cái thế giới hiện tượng lại đúng với bản chất thực của nó rồi á, thì lúc đó mình tùy duyên thuần pháp thôi, cho nên không có gì khổ hết, không phải không còn cái khổ ảo nữa nữa. Còn cái khổ mà mình nóng quá mình phải đổi nón á, thì cái khổ đó rất tốt, cái khổ đó để giúp mình điều chỉnh lại. Thế giới hiện tượng đó, bây giờ các nước này mới uống mới thấy là thế giới hiện tượng. Thế giới hiện tượng xong rồi á, khi mình không còn chấp vào thế giới hiện tượng thì lúc đó mình bắt đầu nhận ra một cái điều, đó là trong ảo mình vẫn thấy được, trong cái hiện tượng sinh diệt vô thường như vậy mình vẫn thấy được, thì bắt đầu mình nhận ra là cái tánh thấy đó nói nó có cũng được, nói nó không cũng được, nói nó thường cũng được, nói nó đoàn cũng được, nói nó tức là nó thực ra nó không có thường, không đoàn, không có, không khứ, không lai, không gì hết á, không sinh không diệt gì hết á, tại vì khi cần là nó có. Thì mình mới thấy ra được rằng là trong tất cả các pháp đó đó thì nó có một cái tánh biết. Cái tánh biết này đó là nó không sinh không diệt, không thường không đoàn, không khứ không lai,
không nhất không nhị. đó là vậy. Thì á, lúc đó mình mới là vẫn sống trong hiện tượng, thậm chí vẫn sống trong thế giới ảo với bao nhiêu người, nhưng mà cái thấy của mình á thì vẫn không bị cái ảo đó, không bị cái thế giới hiện tượng đó làm cho mình chi phối mình, hay là làm rồi trói buộc và là sai sự mình nữa. Thì lúc đó mình mới là trở về với một cái tự tại vô ngại, thông nhông, ung dung gì đó, đại ca vậy. Thì đó chính là cái lúc mà mình đã giác ngộ ra được cái chính là cái mà không sinh không diệt không khứ không lại đó. Nên là mình thấy ra ba, nói tóm lại là thấy ra ba cái, thấy là thế giới ảo, thế giới hiện tượng và thế giới thực tánh chân đế, không sinh không diệt, cho nên mới là gọi là A-la-hán. A-la-hán là không còn sinh diệt nữa. Đó. Rồi hết giờ. Y đằng nô nhang ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha cha yon y đằng nô nhang ti nàng hôn tu nha ta yon y đằng nô nha ti nàng hôn tu ta hôn tu nha ta yon.